Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khải Gaming. Và Diệt Khải chúc anh em xem video này vui vẻ nha anh em ơi. Nói chung thì ở video này thì Khải đang muốn khoe cho anh em ba set đồ cao thủ, đó là AMG Tí, AMG Tuấn, AMG Tèo. Đây là ba cao thủ có vẻ như là khá là mới, có vẻ như là vừa sáp nhập vào server hoặc là trong bang lầy họ đã đổi tên anh em à. Rồi, bang thất chứ, họ ở trong bang thất anh em. Bang thất, bang chủ các mùng cung này, họ đã đổi tên như thế nào đó thì mình không hiểu. Tại vì bang này thì mình chỉ giao tranh bảy quả rồi mình đánh nhau cho vui thôi, chứ còn Khải không có đợi nhiều anh em à. Còn hôm nay thì được sự hỗ trợ cũng như là sự góp mặt của tất cả anh em cũng như là nhóc ác, có gọi Khải là sâu đồ cao thủ, ba cao thủ này. Và ba cao thủ này là một trong những là đơn giản là đồ đẹp đó, đồ đẹp là thèm rồi anh em. Rồi ok, bang thất đẹp rồi anh em. Rồi ok, bây giờ chúng ta không đỡ anh em chờ đợi lâu, chúng ta cùng bắt đầu sơ đồ của cao thủ AMG Tí. Đây là một bộ ba anh em à, bộ ba nhìn vào có vẻ như ạc này là mặt đường môn, biết là có anh em trên top không. Chúng ta cùng xem nhẹ qua cái top đường môn xem. Đường môn AMG có vẻ như chưa cập nhật, Khải nghĩ là chưa cập nhật đó, chính xác luôn em, họ chưa cập nhật nha em, chưa cập nhật nên là hiện tại bây giờ hạng xếp hạng đang là dấu cộng, đang là dấu hỏi đó. Đây, đầu tiên chúng ta đang thấy đây là có một cái ngọc bội khá đẹp, nhìn vào là chắc chắn là đẹp trai rồi anh em. Cái ngọc bội nhu tình phòng thủ 21 này, ngọc bội nhu tình nữ anh em, nữ xài nha anh em. Nhìn vào ngọc bội này thì Khải nghĩ nó phải trên dưới tầm 2 triệu quay đâu, 2 triệu quay đâu, đó là Khải nghĩ thôi nha anh em. Còn có thể anh này mua hơn 2 triệu, hoặc là có thể 1,5 triệu, hoặc có thể là 1 triệu, nhưng mà hiện tại so với hiện tại bây giờ thì những món đồ như thế này gọi là đếm trên đầu ngón tay anh em. Khải chỉ có thể dự đoán nó khoảng tầm 1,5 đến 2 triệu nha anh em. Đó, cái này gọi là dự đoán nha anh em. Nhiều khi xem like của ấy hoặc là xem video anh em cứ bảo Khải sao dự đoán hay vậy, thì nói chung thì cái server nào mình chơi mình tham gia thì mình có thể nắm bắt được cái giá của server đó, và những món đồ trên người nó giá như thế nào thì cũng tầm tương đối đó thôi anh em, chứ Khải không dự đoán chính xác 100% được nha. Rồi tiếp đến cái món thứ hai Khải muốn xem, đó là cây vũ khí. Một cây vũ khí quá tuyệt vời luôn em, top 20 sát thương 31. Ôi, cây vũ khí này gọi dạng như đếm trên đầu ngón tay, top 20 sát thương 3x nữa nè, không ít đâu nè em ơi. Nếu mà Khải nhớ không nhầm thì ở đầu server, nếu mà ở đầu server thì khoảng tầm 1 tháng trước, khoảng mà 1 tháng rưỡi trước đi, thì cây này 5B thằng em mình nó bán khoảng tầm bèo lắm phải 4 đến 5 triệu nè, 4 đến 5 triệu. Nếu mà cây này là 4 đến 5 triệu, 4 đến 5 triệu. Chị ba. Rồi tiếp đến thì Khải sẽ cho anh em xem tiếp tục cái dây chuyền. Dây chuyền kháng cả 10. Dây chuyền này thì theo Khải nghĩ so với hiện tại bây giờ thì cái nọ lúc nãy Khải không nói nha. Còn nọ lúc nãy Khải nghĩ cũng tầm 3 đến 5 triệu. Còn đó là gọi là đoạn đầu server nè. Còn tầm này Khải không biết nó giá bao nhiêu nha. Nhưng mà Khải nghĩ nó thì tầm bây giờ thì Khải nghĩ nó cũng tầm 3 triệu hơn. Còn anh em muốn mua như thế nào, anh em muốn suy nghĩ như thế nào suy nghĩ nha. Khải nghĩ cái này vẫn còn giá phải hơn 3 triệu. Đó, còn có thể là người ta mua 4 triệu, 5 triệu thì tùy thôi, Khải không rõ nha. Rồi tiếp đến cho chuyện, này thì kháng cả 10 hợp thổ. Chuyện kháng cả 10 hợp thổ này thì Khải nghĩ tầm cao lắm là khoảng 5 kim nè. 5 kim, khoảng 5 kim. Rồi, tiếp đến thì áo. Một cái áo khá đẹp, sinh lục lực cho đường môn quá chắc luôn nè. Phục hồi 40, làm chậm mua 140 và nội lực 90. Đó, hiện tại bây giờ thì gia truyền thì hơi xấu một tí thôi, nhưng mà đỡ xem được ít hôm anh ta có thay được gia truyền khác không. Còn áo rất là đẹp, áo với vũ khí rất đẹp rồi nè, áo khí rất đẹp. Rồi tiếp tục anh em ơi, tiếp tục. Ừ đúng rồi, thì Khải nghĩ tầm đó thôi nè. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ đến cây nón, để Khải xem cây nón xem. Cây nón, một cái nón làm phòng thủ lý 20 dòng 1 và nội lực. Thì cái nón này thì Khải nghĩ ở server này nha, cái nón này á, Khải nghĩ nếu mà mua mắc á, là 5 kim. Còn nếu mà mua đúng giá, Khải nghĩ là cái này cao lắm là 3 kim rưỡi hoặc 3 kim. Đó, Khải nói thiệt luôn, tại vì là những cái món đồ này trong bang Khải anh em cũng sở hữu rồi. Nó không phải là gọi dạng VIP, cũng không phải là gọi là dạng khó tìm anh em, nói chung là cũng rất là dễ tìm. Đó, cái nón này Khải nghĩ nếu mà mua cao là 5 kim. Rồi tiếp tục, bao tay, bao tay mới chất lượng này. Cái bao tay mới chất lượng rồi nè. Bao tay này phòng thủ 20 nha, là nội lực 70. Cái bao tay này thì tính trên đầu ngón tay nè. Bao tay này Khải nói chắc chắn em phòng thủ 2x tính trên đầu ngón tay nha. Bao tay này Khải nhắm không biết giá bao nhiêu, nhưng mà Khải nghĩ dự đoán thì nó khoảng tầm trên 5 kim. Trên 5 kim nha, thì có thể là 7 kim hoặc là 8 kim. Đó. Rồi, tiếp tục rồi, đai lưng. Một đai lưng làm chậm 40, sinh lực 98. Thì cái đai lưng này thì
khá là đẹp rồi, sinh lực cao cho đường môn, làm chậm 40. Thế chung là đường môn thì 30 hay 40 gì cũng được thôi, miễn sao mình mang đạt móc 80 là đẹp. Why? Mới nói móc 80 luôn, chuyển qua cái nhẫn là thấy cái nhẫn làm chậm 40 luôn. Hiện tại là chắc là móc 80 rồi nè, đó đúng chính xác rồi. Đây lưng này thì Khải nghĩ thì nó hiện tại server tầm với giá hiện tại của server này thì nó hiện tại Khải nghĩ nó khoảng tầm từ 7 kim 5 kim. Đó đây lưng này. Đây lưng này nha anh em. Rồi cái nhẫn này thì nó thiệt anh em là vô giá rồi. Khải không biết bao nhiêu nhưng mà cái nhẫn này nó thiệt anh em luôn, hiện tại cái nhẫn này Khải nghĩ chắc là cái nhẫn thứ 3 hoặc là thứ 4 của server thôi anh em. Đó anh em thấy cái độ hot của cái nhẫn chưa? Anh em thấy độ hot của nhẫn chưa? Cái nhẫn này luôn là có thể là nhẫn thứ 4 hay thứ 3 server thôi, không có nhiều. Anh em có nhớ lúc trước nhấp ác Khải sau đồ nhấp ác một lần không? Cũng sở hữu một nhẫn 540 và lúc đó nhấp ác mua cho mình là 60 kim. Còn không biết cái nhẫn này bao nhiêu thì cái nhẫn này thì không có sinh lực lực nhưng mà Khải nghĩ cái nhẫn này nó phải trên dưới tầm 45 kim trở lên là khoảng 3 triệu trở hơn. 3 triệu hơn ấy, cái nhẫn này 45 kim trở lên. Nếu mà gặp được người quen hoặc là rẻ, anh em nào quen biết thì người ta có thể bán rẻ xuống một tí đó. Chứ Khải nghĩ là nếu mà trung bình tầm so với hiện tại thì nó cũng tầm từ 35 kim. Đó, gần 3 triệu. Rồi, nhẫn trên thì kháng hỏa 19, sinh lực 20 thì cũng nhẫn này cũng khá là bình thường thôi. Nhẫn này khoảng tầm 1 kim quay đâu. Giày 27 132 sinh lực khá đẹp, kháng hỏa 21. Nói chung là giày này thì cũng khá là ổn cho đường môn em. Tốc 27 và làm chậm quanh tốc 27 và sinh lực 132. Thì chung tổng sơ qua set đồ này thì phòng thủ khá là cao. 20 mờ áo. Áo thì không banh. Đai lưng sinh lực. Đó. Đó, nói chung thì tổng sơ qua set đồ này thì Khải nhìn thì set đồ này đang khá là thiếu mana này mà, khá là thiếu mana luôn. Khải nghĩ thì ác anh này cao lắm, hiện tại bây giờ thì mana chết cao lắm là khoảng 5 xị rưỡi nè. Đó, 550 mana thì Khải nghĩ chắc chắn 100 là tầm 550 mana quay đầu. Còn nếu mà gọi là biết cách tăng thêm một tí thì anh ta sẽ tăng thêm nội công để lên khoảng mana khoảng 7 xị thì mới có thể đủ đánh giao tranh trong tầm này nè. Tại vì đường môn anh em xem nè, nó đánh một cục thiên la á, cục bảo vũ chứ, cục bảo vũ là 82. Nhưng mà nếu mà mang phi phong 2 cấp, đó, đây là phi phong 2 cấp, phi phong 1 cấp với cái một cái nhất kỳ trên đầu thì chắc chắn là nó sẽ đánh một lần 88 mana nè. Đây, như Khải đã lên rồi, vừa rồi Khải hết phi phong rồi nên là cũng hết rồi. Đó, nếu mà lên 22 cấp thì sẽ đánh một lúc là 85 mana. Đó, 85 mana. Thì với lượng mana 500 hơn thì hơi thấp, 500 hơn hơi thấp. Rồi nói chung thì ở video này thì Khải cũng soi đồ được ngự phong thừa tướng AMG tí thì ác này thì không có trưởng lão này nọ các anh em. Anh ta chỉ là một thành viên bình thường thôi. Đó, đang sở hữu cho mình một set đồ khá là khủng. Hạng thì Khải không biết luôn, đang giấu hạng luôn nè. Nhìn sơ qua thì Khải nghĩ là cái nó là đẹp nhất. Đó, nó đẹp nhất đến ngập bội. Xong đến cái nhẫn, nó cái nhẫn với ngọc bội hai cái tương đương khoảng 2 triệu hơn 3 triệu gì đó. Hai cái này khá đẹp. So với này là đẹp lắm anh em, cái nhẫn này gọi là hàng nô thằng tìm không ra ấy. Đó, đẹp chưa? Đó. Nói chung thì còn mấy món bao tay với nó thì Khải nghĩ thì mua ở server cũng đơn giản thôi. Còn bao tay hơi mắc một chút tại vì bao tay rất là hiếm trên hay ít rất là cao. Đai lưng cũng vậy, đai lưng cũng nhiều, áo cũng nhiều. Mà áo mà sinh lực nỗ lực như thế này thì cũng ok. Đó, chỉ được nỗ lực tầm này thì Khải nghĩ tầm 550 mana thôi, không có nhiều đâu. Rồi, anh em xem video đừng quên ủng hộ cho AMG tí một like, chia sẻ ủng hộ cũng như ủng hộ video với Khải Minh nha. Bây giờ Khải sẽ tiếp tục soi đồ A Tuấn cho anh em xem.